là mạng bi đã phủ rất là nhiều trên toàn thế giới các bạn, trong từng ngõ ngách luôn ha. Đây nè, mạng bi đang đến trên từng ngõ nhỏ khắp nơi trên thế giới, ở đâu có internet ở đó nhận được bi, sử dụng được bi đó. Các bạn thấy nè, à, hai cái video chưa đó, ở đâu cũng có bi nó nổi lên các bạn ha, đó nổi nổi khắp thế giới các bạn, khủng khiếp chưa. Các bạn mà đi ra khỏi cái mạng bi thì quá uổng nha. Các bạn mà nằm ngoài mạng bi mà không khai thác bi là quá uổng luôn đó. Hãy chơi hết tuyệt vời cho các bạn. Cứ rê chuột tới đâu, rê chuột tới đâu là nó nổi lên tới đó nha. Điều cái video này chắc có lẽ là bên bên Trung Quốc các bạn, họ 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 tìm kiếm á, chữ tàu không ha. Chứ không phải việc mà Nam mình đâu. Đó, nhưng mà rê đến đâu thì là cái chữ bi nó nổi lên tới đó ha. Rất là phổ biến các bạn. Trong tương lai bi nó không dưới 3.000 đô đâu, 5.000 đô, 10.000 đô đâu. Rất là khủng khiếp. Ha, sự lan tỏa của bi rất mạnh. Nhiều sự kiện, nhiều cái khác nữa, nó cũng là sự kiện hoặc là các cái hệ sinh thái nhỏ nhỏ các bạn, nó nổi lên rất là nhiều ha, và cuộc họp hội rồi đó nó làm cho bi rất là lan rất là rộng ha. Mà các bạn ở ngoài các bạn bi thì uổng lắm, cho nên là mình khuyên các bạn là nên cố gắng bật tia sét nha. Rồi còn bạn nào mà chưa đăng ký thì hãy vào mô tả video đăng ký được các bạn, máy thiệu của mình vẫn là bi kết xô nha, trong đó có video hướng dẫn luôn, các bạn làm và sau đó lan tỏa luôn, lan tỏa mạnh lên, chúng ta cùng góp sức góp công góp đồ ha, mỗi người một tay để cho bi nó phát triển cực kỳ mạnh, giá bi sẽ rất là cao, sẽ rất là phổ biến và chúng ta sẽ được hưởng thành quả của nó mà thôi ha. Rồi xin chào các bạn, hẹn các bạn lại video lần sau, nhớ cho mình một like trên video các bạn nhé, như đăng ký kênh YouTube của mình.